Tâm điểm của chặng British Grand Prix cuối tuần này chắc chắn là hai tay đua Max Verstappen và Lando Norris. Cú va chạm của hai tay đua đang nhanh nhất hiện tại ở chặng Austrian GP vừa qua đã khiến cuộc đua kết thúc với một kịch bản bất ngờ nhất. Khi được hỏi bởi báo chí, Lando Norris đã khẳng định giữa anh và Max Verstappen không xảy ra vấn đề gì. Thực sự đây là một sự cố rất thảm hại và kết thúc luôn cuộc đua của chúng tôi. Bạn biết đó, nó không hẳn là một pha tai nạn, nó chỉ là một chút va chạm nhỏ thôi. Nhưng kết quả tồi tệ nhất đã xảy ra cho cả hai chúng tôi. Tôi không nghĩ Max cần xin lỗi gì cả. Tôi cũng không mong đợi anh ấy xin lỗi. Tôi nghĩ đó là tình huống đua rất quyết liệt mà thôi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau và mọi thứ đều ổn thỏa. Trong khi đó, Mercedes đang có sự cải thiện lớn trong những tuần gần đây và điều đó giúp cả hai tay đua người Anh Russell và Hamilton được đánh giá cao hơn rất nhiều. Họ đang tràn đầy quyết tâm hướng tới chặng đua quê nhà, nhất là sau chiến thắng tại chặng Austrian GP vừa qua của Russell. Với chúng tôi, chiến thắng một chặng đua là một cảm giác tuyệt vời và có thể thắng trên chặng đua sân nhà luôn là điều mà chúng tôi mơ đến. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có Silverstone là chặng đua sân nhà vì cuối tuần này sẽ là một dịp rất đặc biệt cho người hâm mộ. Mức độ ủng hộ mà chúng tôi nhận được là rất cuồng nhiệt tại đây. Chúng ta đã trải qua những trường đua rất nhanh gần đây. Có thể nói McLaren đang nhanh nhất và cả Max Verstappen nữa. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng mình không quá xa với bọn họ đâu. Ít nhất thì chúng tôi đã có những bước tiến rất lớn gần đây. Thật tuyệt khi thấy rằng chúng tôi đang bắt kịp với nhóm dẫn đầu. Với một số tay đua còn lại, Silverstone là một thử thách lớn trong giai đoạn ở giữa mùa giải. Đây có thể là một cuối tuần mạnh mẽ của chúng tôi. Chúng tôi mong chờ những khúc cua tốc độ cao của Silverstone và trường đua này luôn mang đến những thử thách rất lớn. Sức gió tại đây cũng rất khó chịu, nên tôi nghĩ đây sẽ là một cuối tuần khá căng thẳng và sự cạnh tranh sẽ xít sao.